Chào mừng các bạn đến với bản tin trường ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Tuyển Văn Hóa Vlog. Đừng quên theo dõi kênh để cập nhật tin tức mới nhất về thế giới bóng đá. Và bây giờ là những tin chính. Man City đón tân binh 40 củ. Với mức giá chỉ khoảng 35 triệu bảng, Man City đã sở hữu chữ ký của Savinho. Đây là tân binh đầu tiên cập bến Etihad trong phiên chợ hè năm nay. Thương vụ này đã được Man City công bố trên trang chủ. Theo đó, Savinho đã chính thức đặt bút ký vào hợp đồng 5 năm, có thời hạn tới hè 2029 với sân Etihad. Trong lễ ra mắt, tài năng trẻ 20 tuổi người Brazil đã được Man City trao chiếc áo số 26. Đây là số áo cũ của Riyad Mahrez. Tôi rất vui khi gia nhập Man City, nhà vô địch của Premier League và FIFA Club World Cup. Mọi người đều biết Man City là câu lạc bộ mạnh nhất thế giới ở thời điểm này. Tôi rất háo hức trước cơ hội được làm việc cùng huấn luyện viên Pep Guardiola. Ông ấy là một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất. Tôi đã có trải nghiệm tốt ở Tây Ban Nha và muốn thử thách mới khi thi đấu ở Premier League bên cạnh những cầu thủ xuất sắc nhất. Hy vọng rằng tôi sẽ đóng góp vào thành công của Man City. Savinho chia sẻ khi ký hợp đồng với Man City. Man City không tiết lộ mức phí chuyển nhượng, nhưng theo Mirror, thương vụ này ngốn khoảng 34,9 triệu bảng. Nhà đương kim vô địch nước Anh sẽ phải trả mức phí ban đầu là 21,3 triệu bảng cho Trossard. 12,6 triệu bảng còn lại sẽ được thanh toán dựa theo điều khoản phát sinh trong hợp đồng. Savinho có tên đầy đủ là Savio Moreira de Oliveira, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Atlético Mineiro. Hồi mùa hè năm 2022, ngôi sao chạy cánh này đã cập bến Trossard với mức giá khoảng 6,5 triệu euro. Ở mùa giải 2022-2023, Savinho khoác áo PSV Eindhoven theo bản hợp đồng cho mượn. Mùa trước, Savinho tiếp tục được đẩy tới Girona. Tại đây, anh đã gây ấn tượng mạnh khi ghi 9 bàn thắng và đóng góp 9 kiến tạo, giúp Girona về đích thứ 3 ở La Liga, chỉ sau hai ông lớn Real Madrid và Barcelona. Hồi tháng 3, tài năng trẻ này đã được trao cờ ra mắt tuyển Brazil ở trận thắng Anh 1-0. Vừa qua, Savinho được triệu tập tham dự Copa America 2024. Anh đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Seleção ở trận thắng Paraguay 4-1. Trossard và Girona cùng nằm trong gia đình City Football Group, được ví là sân sau của Man City. Vì vậy, từ lâu, Savinho đã được biên chế cho đội bóng áo xanh thành Manchester. Như vậy, Savinho đã trở thành tân binh đầu tiên của Man City trong phiên chợ hè năm nay. Mặc dù được đánh giá cao, nhưng tài năng trẻ 20 tuổi này phải nỗ lực rất lớn để cạnh tranh suất đá chính bên cạnh những tên tuổi như là Phil Foden, Jack Grealish, Jeremy Doku và Bernardo Silva. Greenwood ra mắt Marseille. Sự nghiệp của Mason Greenwood tại Man United đã kết thúc khi tiền đạo này gia nhập Marseille với mức phí chuyển nhượng hơn 30 triệu bảng, bao gồm cả phụ phí. MU đã đưa ra một tuyên bố ngắn gồm 57 từ xác nhận việc chuyển nhượng Mason Greenwood tới Marseille. Họ viết: "Chúng tôi chúc Mason mọi điều tốt đẹp nhất trong sự nghiệp tương lai của anh ấy." Cầu thủ 22 tuổi đã hạ cánh xuống Pháp và hiện đã ký một hợp đồng có thời hạn đến năm 2029 với đội bóng nước Pháp. Marseille trả cho MU 26,8 triệu bảng, số tiền có thể tăng lên 30 triệu bảng, tùy thuộc vào những đóng góp của cầu thủ sinh năm 2001. MU cũng được cho là nhận tới 50% số tiền nếu Marseille bán chân sút người Anh trong tương lai. Greenwood, người mà Marseille tiết lộ sẽ mặc áo số 10 trong video ra mắt chính thức, đã gia nhập học viện Man United tại Halifax, West Yorkshire khi mới 6 tuổi. Anh đã thăng tiến qua các cấp bậc và ra mắt đội bóng năm 2019 trước khi trở thành cầu thủ thường xuyên của đội 1. Nhưng Greenwood đã bị câu lạc bộ đình chỉ vào tháng 1 năm 2022 trước khi bị buộc tội 9 tháng sau đó vì tội cố gắng cưỡng hiếp, tấn công và có hành vi kiểm soát và cưỡng ép đối với một phụ nữ. Anh đã phủ nhận mọi cáo buộc và mọi cáo buộc đối với tiền đạo này đã bị hủy bỏ vào tháng 2 năm 2023. Greenwood đã gia nhập câu lạc bộ Tây Ban Nha Getafe theo dạng cho mượn vào mùa giải trước. Anh đã tỏa sáng tại câu lạc bộ La Liga này khi giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm. Màn trình diễn của anh tại đó khiến cho nhiều câu lạc bộ trên khắp châu muốn có anh. Greenwood được thông báo rằng anh không còn tương lai ở MU trong cuộc họp với đội ngũ lãnh đạo câu lạc bộ vào tháng này. Anh đã tập luyện riêng trong giai đoạn trước mùa giải. Marseille nhanh chóng đạt được thỏa thuận về MU. Bản thân Greenwood cũng muốn chơi bóng tại Pháp. Vào ngày 3 tháng 8, Greenwood có thể ra sân cho Marseille trong trận giao hữu với Sunderland. Messi cảnh báo đàn em đừng có đi chọc ngoáy. Tiền vệ Rodrigo De Paul của Argentina cho biết Lionel Messi đã cảnh báo toàn đội không được chế giễu người khác trước khi Enzo Fernandez hô vang khẩu hiệu gây tranh cãi với đội tuyển Pháp. Sau chiến thắng của Argentina trước Colombia ở trận chung kết Copa America 2024, Enzo Fernandez của Chelsea đã chia sẻ đoạn video phát trực tiếp. Trong đó, anh và một số đồng đội đã hát vang bài hát phân biệt chủng tộc và kỳ thị người đồng tính nhắm vào đội tuyển Pháp. Giữa làn sóng phản đối hành vi của Enzo Fernandez, De Paul cho biết Messi trước đó đã nói với các đồng đội của mình rằng không được trêu người đối thủ sau chiến thắng lịch sử của họ trước Brazil hồi năm ngoái ở vòng loại World Cup. Tuy nhiên, có vẻ như những lời nói đó không được lắng nghe với bài hát phân biệt đối xử vừa qua. Khi Argentina đánh bại Brazil năm ngoái, De Paul đã nói với tờ Clarín về Messi: "Anh ấy không để chúng tôi hát những bài hát về Brazil trên sân cỏ vì biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào."
Nhưng khi ở khách sạn, khi ở riêng, mọi chuyện lại khác. Anh ấy lại chiếm vị trí cao nhất. Tiếp đó, sau chiến thắng tại Copa America 2024, De Paul cho biết: về phía Colombia, họ cho rằng Messi và Angel Di Maria không còn như trước nữa và chúng tôi muốn đi tìm họ ngay sau khi giành chiến thắng. Nhưng Messi nói với chúng tôi: sẽ không có ai bắt nạt ai cả, bây giờ chúng ta sẽ ăn mừng. Cuối cùng, De Paul nói thêm: cái vụ của Enzo là vì người ta không phân tích bài hát trên phương diện sân cỏ. Đó là sự gian lận thuần túy. Tôi hiểu rằng có những người phải chịu đựng nạn phân biệt chủng tộc và các vấn đề khác. Tôi nghĩ họ có thể gửi cho Enzo một tin nhắn riêng mà nói trực tiếp về anh ấy. Bạn gọi cho Enzo và anh ấy nói rằng điều đó có thể làm phiền bạn. Bạn không nên bỏ theo dõi anh ấy và tạo ra những hành động như vậy. Bài hát là vì chúng tôi đã ở đó, mọi người cũng hát nó. Kết quả của bài hát này là Chelsea đã mở cuộc điều tra về Enzo Fernandez, người được cho là đã xin lỗi về hành động của mình. Liên đoàn bóng đá Pháp cũng đã có hành động pháp lý lên FIFA và một bộ trưởng người Argentina đã bị sa thải sau khi đề xuất Messi xin lỗi, mặc dù không tham gia vào các câu hô vàng. Enzo Fernandez gặp lại đội hình Chelsea trong những tuần tới để chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng nhiều đồng đội của anh được cho là rất tức giận với vụ việc vừa qua, vẫn chưa biết sẽ có hành động gì đối với tiền vệ này. Kante sắp trở lại EPL. Cần bổ sung tiền vệ phòng ngự, West Ham đang đàm phán chiêu mộ N'Golo Kante từ Al Ittihad. Mùa hè năm ngoái, N'Golo Kante đã gia nhập Al Ittihad sau 7 năm khoác áo Chelsea. Tưởng như tiền vệ 33 tuổi này sẽ chấp nhận từ bỏ bóng đá đỉnh cao để cày tiền ở Trung Đông, nhưng anh sẵn sàng trở lại Premier League và đã chứng minh đẳng cấp ở Euro 2024 vừa qua. Theo nguồn tin uy tín The Guardian, West Ham đang đàm phán với Al Ittihad về Kante. Đội bóng của huấn luyện viên Julen Lopetegui cần bổ sung một tiền vệ phòng ngự sau khi Calvin Phillips không đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong thời gian cho mượn từ Man City. Jammer sẵn sàng chi 20 triệu bảng để đón Kante về London. Lopetegui ngưỡng mộ Kante từ lâu và muốn kết đồng với tiền vệ người Pháp khi ông còn dẫn dắt Real Madrid. Được mệnh danh là người không phổi, Kante đã chính cho Pháp Euro 2024 và để lại không ít ấn tượng trong vai trò tiền vệ hỗ trợ tấn công. Kante tính ra đã có 8 năm thi đấu ở Anh sau khi gia nhập Leicester từ năm 2015. Trong mùa giải đầu tiên ở Premier League, anh là thành viên chủ chốt giúp The Fox gây chấn động thế giới với chức vô địch đầu tiên trong lịch sử. Sau thành công đó, Kante chuyển sang Chelsea với mức giá 32 triệu bảng. Tại Stamford Bridge, Kante đã giành Champions League, FA Cup, Europa League. Anh được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League và PFA mùa 2016-2017. Aubameyang cập bến Ả Rập. Tiền đạo Aubameyang quyết định chuyển đến Saudi Arabia thi đấu chỉ sau một mùa giải gần tượng cho màu áo Marseille. Bến đỗ mới của Pierre-Emerick Aubameyang là Al Qassia, câu lạc bộ đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Saudi Arabia, Saudi Pro League. Thông tin chính thức đã được Al Qassia công bố trên trang chủ. Theo đó, tiền đạo người Gabon đã đặt bút kiếp đồng có thời hạn đến năm 2026. Al Qassia là câu lạc bộ mới thăng hạng Saudi Pro League để chuẩn bị cho cuộc chiến khó khăn ở mùa giải 2024-2025. Câu lạc bộ này đã buộc phải tăng cường lực lượng. Trừng khi chiêu mộ Aubameyang, Al Qassia đã đón hai ngôi sao từ châu Âu là thủ thành Quen Castin, Wolfsburg và trung vệ Nacho Fernandez, Real Madrid. Cách đây ít ngày, trước khi cập bến Al Qassia, Aubameyang đã xác nhận chia tay Marseille trên trang Instagram. Tiền đạo người Gabon cập bến Marseille hồi hè năm ngoái với bản hợp đồng 3 năm, nhưng đã quyết định ra đi chỉ sau một mùa giải. Mùa trước, Aubameyang thể hiện phong độ rất ấn tượng. Anh đã ghi 30 bàn thắng sau 51 lần ra sân trên mọi đấu trường. Đây chính là chiến sút dẫn đầu danh sách dội bom Europa League mùa trước, 10 bàn thắng. Ở Ligue 1, cựu pháo thủ đã ghi 17 bàn, chỉ kém Mbappé 27 bàn, Jonathan David và Alexander Lacazette 19 bàn. Ở tuổi 35, Aubameyang đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Vì vậy, không bất ngờ khi tiền đạo này quyết định chuyển sang Saudi Pro League thi đấu. Từ mùa giải trước tới nay, rất nhiều ngôi sao đã rời châu Âu để tới giải đấu này. Về phần mình, Marseille đã sớm chuẩn bị cho sự ra đi của Aubameyang. Chẳng bởi thế mà đội bóng này đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Mason Greenwood của Man United. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.